Dạ em nói thiệt luôn á, từ đó giờ từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ em chưa bao giờ mà mấy được một tờ giấy số mà nó 6 con số 0 vậy luôn á anh, thiệt luôn á anh. Bộ này là cái giấy số trúng mà không lãnh. À, trúng mà không lãnh hả? Cũng mua 3 tờ vé số và tình cờ là trúng cả 3 đài luôn. 3 đài luôn. Cái chuyện này là hy hữu. Đây là các bạn một dãy số tiến rất là đẹp, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng mà trúng hưởng luôn, lục 3. Lục 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giờ kiếm được mấy cái số mà full hoặc là sẵn thì hầu như là đếm trên đầu ngón tay. Tại An Giang. Giang 6 số 9 nè. Giang 6 số 9. Trúng luôn. Trúng luôn. Trúng luôn. Cái tờ này là tờ sổ cuối cùng của giấy số kiến thiết quốc gia ở miền Nam ngày 26/4/75, còn 4 ngày nữa là giải phóng. Có giải đặc biệt là bao nhiêu? 5 triệu. Quá tuyệt vời, các bạn này quá trời không không luôn nè. Nó đây là nó nguyên bộ số. Bây giờ lưu giữ được cái này nó còn quý hơn cái tờ giấy số nữa. Hello các bạn, nhóm Phú đang có mặt tại Sài Gòn. Đây là những cái tờ vé số mà một bạn trai, tức là sinh ra là có giới tính nam, nhưng mà sau đó vượt qua cái kết cấu của ông trời, rồi vượt qua những định kiến của xã hội, thì Kiều hôm nay đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Chú rể ở đây là Văn Đương, một chàng trai làm nghề tài xế. Tại sao họ đến với nhau mặc dù một số tiền lớn trong hàng chục năm vừa rồi để mua lại những tờ vé số mà không hề trúng thưởng? Giới thiệu với các bạn, đây là chú Đức. Chú sống trong một căn nhà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà là mặt tiền của đường Baxter. Xin chào tất cả khán giả đài Độc Lạ Bình Dương. Yeah. Tôi là Nguyễn Minh Đức, 62 tuổi. Yeah. Gốc thì ở Gò Công, Tiền Giang. Con có biết được là hơn 20 năm qua chú là bỏ ra số tiền lên đến hàng tỷ đồng để mua lại những cái tờ vé số mà đa phần nó là vé số không trúng thưởng. Chú nhìn những tờ vé số đó với con mắt khác so với những người thường. Ví dụ như là tụi con là vé số mà không có trúng thưởng là tụi con xem như là vô giá trị bỏ đi. Còn chú lại dùng tiền túi của mình để sưu tầm những tờ vé số mà bỏ đi rồi nhưng mà theo chú lại rất có giá trị. Vậy theo chú thì những tờ vé số nào á mà bỏ đi rồi mà nó giá trị nó vẫn còn là những tờ vé số như thế nào? Có những người khác không chơi trong cái giới sưu tầm á, người ta coi như là đồ bỏ đi. Dạ. Nhưng mà đối với giới sưu tầm mình nhìn có cái ánh mắt đó mình có thể là để lưu giữ lại những cái kiến thức về hình ảnh, về cái quá trình mà nó chuyển đổi từ cái tờ giấy số, từ cái thời bao cấp sau cái thời mở cửa. Dạ. Rồi những cái tờ số Tết đầu tiên là chú chơi đài Bình Dương nhiều. Kính thưa các bạn, như vậy theo ý chú là dù những cái tờ vé số bỏ đi rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là giá trị, bởi vì mỗi ngày thì vé số điều sổ nó giống như là một cái nhật ký, nó lưu giữ cả cái dòng chảy của lịch sử luôn. Nhìn vào đó thì các bạn thấy được là những tháng năm đã qua. Thứ hai nữa là chú sưu tầm bởi vì rất là nhiều tờ vé số, dù nó không đúng giải nhưng mà nó mang cái dãy số rất là đẹp, hiếm thấy. Cái gì hiếm thì nó trở nên quý, đúng không ạ? Đúng rồi. Kính thưa các bạn, trong vòng 2 thập kỷ qua, chú đã sưu tầm hàng trăm ngàn tờ vé số độc lạ. Con nghe đâu là chú bỏ ra đâu gần tới 2-3 tỷ bạc để sưu tầm phải không ạ? Con cứ nghĩ đi, bình quân ngày 100. Nói chung chơi cái này thì nó cũng có kinh phí nhất định. Làm được thì mình mỗi ngày mình giúp đỡ những người đi bán giấy số, giống như người già, neo đơn họ đi bán đó. Mới đầu là mua để mong trúng thôi, nhưng mà sau này đại lý họ đưa cho những người đi bán đó. Nhiều khi họ cầm cả buổi không ai mua, bởi vì có những tờ số đẹp đó rất là hiếm là trúng. Đi ngang tình cờ họ đưa cho mình coi, cái mình thấy hơn cũng đẹp cũng được thôi mình giúp đỡ. Từ đó chú mới phát hiện ra là có những tờ giấy số này bán không ai mua, thành ra mình mua thì mới trúng, thì mình lãnh, mà trật thì mình đưa vô cái album. Ở đây Phú thấy là có 1, 2, 7, 8 giống như là album ảnh cưới, nhưng mà thật ra là ở trong đây là toàn là vé số nha các bạn. Cái bộ này là cái giấy số trúng mà không lãnh. À, trúng mà không lãnh hả? Trúng không lãnh, trúng 3 đài luôn, 2 số đầu. Cái số này khó ra lắm ha. Trong không là đài thành phố, đây là không thành phố. À, trúng không không. À, thứ hai là 65 đài của Đồng Tháp, 19 đài của Cà Mau. Là 3 đài này chú trúng một ngày luôn. 12/10/2015. Nghĩa là vào ngày này thì chú mua 3 tờ vé số. Chú mua hay là ai mua? Chú mua 3 tờ vé số và tình cờ là trúng cả 3 đài luôn. 3 đài luôn. Quá hay luôn các bạn. Chú mới cảm thấy cái chuyện này là hy hữu. Đây là bằng chứng nha các bạn. Đây là bằng chứng này, báo đăng luôn nè. 3 tờ vé số này đều trúng, trúng giải nếu mình đổi ra tiền mặt thì chỉ có 300.000 thôi. Cái này là 2016, đài thành phố Hồ Chí Minh họ đổi cái trong chữ số. Tình cờ chú mua lại trúng 96. Chú mua được 4 tờ thì chú giữ lại 1 tờ. Tức là đây là nó vừa mang cái ý nghĩa may mắn cho chú mà nó vừa cho thấy là một cái sự thay đổi trong hoàn cảnh kinh tế, cái sắc thái, cái nhiệt độ của thành phố đó ha. Tiêu chuẩn chọn vé số của chú là số phải đẹp nè, rồi hình ảnh phải đẹp nè đó. Trước khi chú nói về cái bộ số mà đẹp nhất á, thì Phú muốn hỏi chú một cái ý là nãy Phú rất là bất ngờ khi chú nói là có rất là nhiều tờ vé số trúng giải nhưng mà là chú không đổi, chú giữ lại. Thì Cái tờ vé số nào mà trúng giải cao nhất, giá trị nhất mà chú không thèm đổi là cái tờ nào chú? Giải 8 với giải 7 thôi. Còn những cái tờ cái kia mình trúng phải còn gia đình nữa. Có đồng ra đồng vô thì mình để dành mình mua. Mỗi ngày mỗi chút thì bao giờ tức là mấy chục năm nay thì mình tính ra cái tổng số tiền đó, chứ mà bây giờ nói tổng số tiền bây giờ mỗi người bỏ ra bao nhiêu đó, số tiền lớn vậy để mua giấy số thì chắc không ai mà đầu tư vô cái đó. Chú chơi thì nó đã qua nó có thời gian rồi. Dân chơi á, nó nói nhiều cái đề tài với chủ đề với cách gọi lắm. Còn cái này giống như người ta kêu là taxi, nó giống như taxi tờ Vinasun 27277 vậy đó, để mình dễ nhớ. Tờ số này mà lại trúng là rất là hiếm. 92 nhưng mà trúng luôn, cái này là trúng mua hay là sao? Trúng mua, cái này trúng mua. Mình phải cản định được khi mà mình chơi mình trúng mình để lại. Đây là trúng cái giải 8 thôi. Giải 100.000 giữ hay là đổi? Cho em giữ lại á. Giữ lại để làm gì? Số đẹp. Số đẹp nè nha, mà giữ lại để 100 năm nữa là cháu chắc của mình là bán là giá trị lắm. Phải có cái tầm nhìn chiến lược như thế không? Còn đây là các bạn một giải số tiến rất là đẹp, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng mà trúng thưởng luôn. Trúng thưởng. Chú mua cái tờ này là lại là bao giá bao nhiêu? Là 10.000 thôi. Cái số này ít ai mà mua đó, chỉ có dân chơi thôi. Họ dân thường thường họ mua ở trong trúng thôi. Cái này là Đà Nẵng. Lúc đó chú đi Hội An chú chơi. Tình cờ chú mua được hai tờ này cũng thấy số đẹp là chú mua. Hả, ra ngoài đó chú có thấy số đẹp là chú mua. 414141. Đây này có đại lý ngoài đó luôn. Cũng trúng luôn. Trúng đây là trúng 41. Họ thiệt với lỡ mà cái này nó trúng cái giải đặc biệt là chú có đổi không? Không đổi chứ, cái đó là phải đổi. Mình đâu có chơi liều vậy. Ô, này là lục 3. Lục 3 1 2 3 4 5 6. Kêu là full. Cái này rút trước là chú mua 10 tờ. Đúng luôn nè các bạn. 10 tờ chú chia cho mấy anh em chơi hết 5 tờ. Quá trời số đẹp trúng thưởng. Giờ kiếm được mấy cái số mà full hoặc là sẵn thì hầu như là đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì khi 100 số mà nó sổ ra tuy có số trúng thôi. Từ 01 tới 100. Tới 99 là chỉ có 100 số mà trúng được hai con số đầu rất là hy hữu. Thì ra cái dân chơi rất là quý. Còn đây là full 9 tại An Giang. Vàng 6 số 9 nè. Vàng 6 số 9. Trúng luôn. Tờ này bây giờ mà nếu mà dân chơi số nha chú mà gọi là trao đổi mà bán lại cho nhau thì giá khoảng nhiêu chú nha? Tùy theo cái hình ảnh màu sắc, tùy theo cái này, thí dụ như con số 9 thì nó lại cao. Con này dân chơi số con mua cái này chú bán con mua cái này cũng vài trăm ngàn thôi. Vậy hả? Rẻ vậy. Đây là full 8 là đầy thành phố, in rất là đẹp, trúng luôn. Từ nãy hơi thắc mắc tí là sao là chú mua cái gì là trúng cái đó là sao ta? Là không thì tình cờ chú mua, bởi vì mình chơi số đẹp hàng ngày chú đều, thí dụ chú giao dịch điều hàng, thí dụ đại lý hoặc cái nào nó có là họ báo cho chú đặt lại là chú chạy lại lấy, hoặc họ nhờ xe ôm hay xe gì rồi tới là chú lấy rồi đem lại cho chú. Tức là những đại lý thường thường là bán những cái số đẹp này là ít người mua à? Ít người mua. Khi mà chưa thành lập hội giấy số á thì không ai mua cái này. Họ mong này mua để trúng chứ không phải mua mấy cái số để này khó ra, hiểu không? Họ phải chụp hình rồi chuyển lại chú coi rồi đài đúng rồi, ok rồi mập rồi chú rồi rảnh chú chạy xuống lấy liền, trả liền. Tức là hồi xưa đó các bạn thì những cái tờ vé số như vậy mà bán ngoài thị trường á là người ta họ không thích, bởi vì là kiểu như người ta nói là những tờ về khó trúng. Làm sao ra? Đây là full 5. Hình cọp này, cái này là cái này không phải chú mua mà ông bạn ông mua ở ngoài Vũng Tàu á, ông trúng thì thế là ông mới tặng cho chú cái tờ này. Kính thưa các bạn, bên cạnh những cái giải số đẹp thì Phú còn biết là chú còn sưu tầm những cái tờ vé số mà theo cái sự kiện lịch sử. Cái tờ này là tờ sổ cuối cùng của giấy số kiến thiết quốc gia ở miền Nam ngày 26/4/75, còn 4 ngày nữa là giải phóng. Mấy cái tờ giấy số này đó nó lại trúng cái số 57. Các bạn đang xem những tờ vé số của chế độ cũ các bạn, mà tờ vé số cuối cùng của chế độ cũ. Đây 57 đây, số 57 đây. Bây giờ mình đã thấy hồi xưa đó là vé số thời Việt Nam Cộng Hòa là như thế này chứ Phú đâu có biết đâu. Hồi đó mà trúng tờ vậy là khoảng bao nhiêu tiền chú ha? Đặc biệt á. Nó ít giải 8 có 500 đồng nè. Trúng vé số mà có 500 đồng. 500 đồng đó lớn lắm. Còn giải đặc biệt là bao nhiêu? 5 triệu. Tờ vé số gần 50 năm trước này các bạn. Năm sau là 50 năm. Giải đặc biệt 5 triệu đồng. Có lẽ đây là tờ vé số mà cao tuổi nhất mà chú có phải không? Không, nó còn nhiều lắm. Thời Pháp là 935 trở về tới 75. Mấy cái tờ đó thì cũng có làm mấy xong rồi một cái phóng sự đó rồi. Kính thưa các bạn, chú là có những cái tờ vé số mà nó xưa cũ đến mức là năm 1935. Nói chung đó, cái tờ đó đất bây giờ nó hiếm, có một số anh em là còn lưu giữ thôi chứ còn không có nhiều. Có hỏi là chú là chú có sở hữu cái tờ vé số mà phát hành năm 1935 không? Chú không có sở hữu cái tờ đó. Bây giờ chỉ có Lê Tuấn Khanh ở Long An, còn sở hữu có cái tờ giấy số hơn 100 năm. Vậy thì cái tờ vé số mà nếu mà chú biết ấy, mà nó gọi là nó cổ nhất là năm phát hành năm nào? 1935 đó, đầu tiên của thời Pháp đó. Dạ em nói thiệt luôn á, từ đó giờ từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ em chưa bao giờ mà lấy được một tờ giấy số mà nó 6 con số 0 vậy luôn á anh, thiệt luôn á anh. Các bạn. Đây là tờ vé số 6 con số 0 của Đài Bình Dương phát hành ngày 12/8 năm 2022 đó, cực kỳ hiếm các bạn. Cái đây là ai mua vậy chú? Chú mua đó. Còn cái tờ này đài Bình Dương mới cái đổi cái tông số ấy đây, mới cách nay khoảng chừng 5 năm mấy nay. Còn cái đây là cái bản số cũ của Bình Dương mà 6 số công, nhưng mà trúng ngày 21 tháng 6 đầy về nhà báo á, mới cách này mấy ngày đó. Đây là hai cái số 00 của Bình Dương mà số nhỏ. Số nhỏ. Hay quá ta. Mỗi cái nó đều có cái hay là sao, số 0 này á, thì hai cái dãy số hai bên nó cân đối. Còn cái này nó chỉ có một bên thôi, là số to thôi. Từ cái này chuyển đổi qua cái này. Quá tuyệt vời các bạn, này quá trời 00 luôn nè. Nó đây là nó nguyên bộ số. Này nó cũng Bình Dương nhưng mà cái mẫu khác. Dạ. Cũng 00 mẫu khác. Đây là đài của Bến Tre. Đài Bến Tre phát hành vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Vì sao chú lại sở hữu được những tờ như thế này? Bởi vì á, những tờ như thế này mà bán ra ngoài thị trường á thì bà con chúng ta là không có mua, bởi vì nghĩ là nó sẽ không có sổ trúng. Nhưng mà đối với chú á, thì những tờ như vậy rất là đẹp, rất là giá trị, nên là chú đã chủ động liên hệ với đại lý, nói là nếu mà có những tờ như thế này thì hãy bán cho chú trước khi mà bán ra thị trường. Các bạn nhìn xem ha, trong cái bộ album của chú là sẵn rất là rực rỡ, rất là nhiều sắc màu. Nó giống như là cuốn album mang tính chất lịch sử vậy, rất là sống động các bạn. Những ngày tháng đã trôi qua không bao giờ níu lại được. Bộ sưu tập của chú giống như 2-3 đời người chứ không phải một đời người nữa. 2-3 đời người. Như chú chia sẻ, cái tờ mà cổ nhất mà chú biết là phát hành năm 1935 mà đến nay là 90 năm. Vì vậy là Phú phải kêu người đó là bằng ông Cú. Cái này là cái đài của Quảng Ngãi. À, đài Quảng Ngãi hả? Quảng Ngãi. Trời ơi, quê của con á. Đài Lụ Khoái ở ngoài đó in rất là cái màu sắc rất là đẹp. Đây là dãy số từ 0001 234. Quá đẹp, quá đẹp. Nhưng mà nó vừa cái tông màu với màu xanh với trên trái lụ này rất là đẹp. Bởi vì mình chơi khi mình thấy những cái này dù trúng hay không là mình cũng thấy cảm thấy nhận là mình thích rồi. Dạ, quá đẹp quá. Chú có thể cho thấy một vài cái tờ mà nó mang ý nghĩa sự kiện lịch sử tí được không chú, để cho bà con nhìn lại nó theo một góc độ khác. Bộ số này thì dân sưu tập chơi kêu là full lada, 10 đầu số mới lấy được cái bộ này. Cái chữ số giống nhau ở đầu với đuôi, kẹp giữa nó là 4 con số giống nhau. Kỷ niệm ngày 30 tháng 4 Đắk Lắk này, nó kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố Buôn Ma Thuột. Bình Phước thuộc hồi đó ngày 10 tháng 3 1975 là giải phóng. Những cái quyển này của chú nó giống như là những quyển dạy lịch sử vậy các bạn. Rất là nhiều sự kiện lịch sử sống động được thể hiện trong những cái cuốn album độc lạ như thế này. Bà con chúng ta mà thấy dãy số 4 như vậy chắc là hết hồn ha. Số 4 thì nhiều người là nghĩ là số tử, nhưng mà chú lại nhìn thấy nó rất là đẹp nên chú vẫn sưu tầm. Đối với dân chơi giống như chú không có nghĩ hay thấy số đẹp là đẹp, chứ không chú không có nghĩ đó là cái số gì dị đoan là nó xấu hay nó không xấu. Dạ. Thì từ 0 tới 9 miễn mình tìm được. Dạ. Mình thấy là vui rồi. Con có cảm giác là chú có mối quan hệ với các đại lý vé số trên cả nước rất là thân thiết không? Vậy chú mới sở hữu được những cái tờ vé số nó lại như vậy chứ. Khi mình chơi rồi đó, mình phải có những anh em. Ở ngoài Trung thì cũng có cái hội chơi giấy số, dưới miền Tây thì cũng có hội chơi giấy số. Chơi cái này nó có mỗi người nó có cái sở trường, không phải riêng gì chú đâu, nhiều anh em nó còn có những cái cũng giấy số mà nó còn quý hơn chú nữa. Trong nhóm chơi chú đó là có Lê Tuấn Khanh ở Long An á, chơi những tờ Đông Dương mà chơi 4 cái hình ảnh đó, nhưng ký tự ABCD đó là rất là hiếm, nhưng mà Lê Khanh nó sở hữu rất là hay. Tức là chơi số thì theo nhiều trường phái khác nhau, như chú Lê Khanh thì chơi theo vé số cổ, chú là chơi theo vé số hiện đại nhưng mà số đẹp. Số đẹp. Yeah. Còn cái này mới là hay nè, đây là cái bộ giấy số về bóng đá. Vé số bóng đá. Bóng đá. Chỉ duy nhất là 2006 đài Sông Bé mới ra cái tờ giấy số, còn cái cùi đây thôi. Đây là bóng đá 2006, World Cup 2006. Tại sao có còn cái cùi này? Khi mà họ phát hành cái này, họ kèm theo cái cùi này thì khi người bán họ sẽ cắt này, có cái kéo nè. À. Người đi bán dạo á, họ cắt này thì họ bán cho mình cái này. Chiều nay mình sổ vô trúng giải Độc Đắk á. À. Thì cái người bán được cái số dạo này họ đem lại công ty đổi họ thì họ được thưởng 1 triệu đồng. Còn người chơi mình mua cái này thì mình chỉ được giải Độc Đắk này thôi. Thì người bán được cái phần này, người mua được phần này. Hay quá ta. Đó. Mà cái hay cái nữa này là Ronaldinho, tuyển thủ của Brazil. Ronaldinho. Chú lại có con tem nữa. Cái hình ảnh nè. Dạ. Hình ảnh nè. Cái tờ này nói chung cái cặp này thì chắc cái giá trị nó hơi cao. Đây là vé số bóng đá mà tuyển thủ thế giới các bạn, rất là hiếm. là đây là cái tờ giống như là một trong những cái tờ cuối cùng mà còn cùi hả chú ha? Còn cùi, chỉ có mình riêng một cái đài của Sông Bé mới có cái này thôi. Chỉ cái Sông Bé mới chơi là có cùi thôi. Có cùi thôi chứ còn tất cả các đài khác không có phát hành. Cái này mà cho chú kể chứ kể mà 5 ngày 5 đêm cũng chưa hết chú ha. Cái này nếu mà kể cái này thôi chắc không biết lúc nào cho hết. Cách đây gần 20 năm chú đã tình cờ mua được 3 tờ vé số này của Đài Bình Dương, mà cái điều độc lạ là 3 tờ này nó phát hành cùng ngày, sổ cùng ngày, cùng một con số, nhưng mà cùng một con số, 3 mẫu khác nhau, 3 mẫu khác nhau, 3 mệnh giá bán khác nhau, 2.000, 4.000, 4.000. Mỗi tỉnh có hồi xưa là phát hành vé số theo một cái kiểu khác nhau chú. Đúng ha. Rồi, không có thống nhất, sau này mới thống nhất lại. Có gặp chú thì con có biết là vé số của nước mình đó là nó muôn màu muôn sắc và nó chứa đựng những nội dung rất là hay. Đây là chú dành nguyên album riêng cho Bình Dương hả? Cái này là Bình Dương là những cái số mà nó trùng số với nhau nữa. Có một đợt là coi giống như tờ giấy số của Bình Dương này Lottery, tức là lô tô, giấy số lô tô vậy đó. Nhưng mà sau này khi mà có thông tư chỉ thị là không cho được in những cái tờ lên đây. In cho cái chữ đó thì giống như cờ bạc, nên là đấy chỉ có đề giấy số truyền thống này thì được. Giờ con hỏi thăm chú một câu cuối thôi, ví dụ như là nhiều người nói là bây giờ mua vé số là chỉ giúp cho mấy công ty xổ số nó giàu thôi, chứ còn chả có giúp kiến thiết nước nhà hay là chả có khả năng mà có thể là trúng thưởng để làm giàu. Chú chia sẻ quan điểm của chú, thật ra bây giờ vé số có thực sự là nên mua không? Mua là biết chắc chắn trúng cái xác suất 1/100.000. Chú mua 20 năm nay chú mua trúng giải 8 được, có trúng giải nào mà lớn nữa đâu. Mua 20 năm rồi mà không có trúng giải nào lớn, chỉ trúng giải 7 giải 8. Là con biết cái khả năng nó là xác suất rất là nhỏ. Này hồi đó, hồi đó những năm đó là số Tết, mỗi lần Tết là cái tờ số như vậy nè, năm 2002. Năm 2002, cách đây 21 năm đó các bạn. Lịch nữa. Dân chơi là khoái nhất là vừa số to mà có lịch. Nếu mà không có những người như chú thì những cái tờ vé số như thế này là các bạn sẽ không bao giờ thấy. Không biết, giống như Tài Tí Tẹo nè. Tài Tí Tẹo năm nay bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Tờ vé số này là 21 năm nè, nó chỉ nhỏ hơn em có 2 tuổi thôi. Nếu mà không có chú giữ lại, giờ sao em thấy được cái tờ vé số như thế này. Nên thôi cảm ơn chú đi. Công ty in cái tờ to đều kèm theo cái bao thơ, để bao thơ để bỏ tờ to, giống như cái tờ con ngựa này nè, năm 2002 nè, thấy không? Cái tờ giấy số này bỏ vô đây, bây giờ lưu giữ được cái này nó còn quý hơn cái tờ giấy số nữa. Thường hồi đó ai thấy cái này họ bỏ hết trơn cái đâu để, nhưng mà hên quá chú còn giữ được mấy cái thôi, chứ còn không phải là số lượng nhiều đó mình cũng để ý cái này nữa. Cái này 2006 nè, chỉ cái duy nhất ở Đài Bến Tre là in hình chú chó cưng này thôi, rất là đẹp, phía sau lại có lịch. Câu chuyện này chắc mà chú kể hết cũng phải mấy ngày mấy đêm các bạn ơi. Bây giờ ví dụ như là khán giả con cũng có những người mà thích chơi những tờ vé số như chú, liên hệ chú để mua thì chú có thể chia sẻ số điện thoại không? Cũng được, thì chú 0985 526 423. Rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Rồi con cảm ơn chú. Câu chuyện của chú là câu chuyện của đam mê, câu chuyện của những dòng chảy lịch sử. Rất là cảm ơn chú đã dành buổi trao đổi Độc Lạ Bình Dương. Con tặng chú món quà. Đối chú cái này gì chú biết không? Mật ong. Không phải, cái đây là mặt hoa dừa, chỉ xuất khẩu thị trường nước ngoài thôi, gần đây có bán Việt Nam mà bên con phân phối, con tặng chú nha. Cái này là rất là tốt cho sức khỏe của người cao tuổi chú. Dạ.